Sau hơn 9 tháng thi công thì đường cất hạ cánh của sân bay Long Thành đang vượt tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành khai thác kỹ thuật trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Sau hơn 9 tháng thì nhà ga hành khách đã hoàn thành toàn bộ phần cốt thép bê tông ở tầng 1 và tầng 2 sẽ hoàn thành trong tháng 6 và tầng 3 trong tháng 7 của năm 2024. Gói thầu hạng mục nhà ga cũng đang vượt tiến độ từ 10 cho đến 20 ngày. Theo ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý Dự án Long Thành, chủ đầu tư sân bay Long Thành cho biết, hạng mục nhà ga sân bay Long Thành là trái tim của dự án trong giai đoạn 1. Do đó, liên danh các nhà thầu thi công đã huy động trên công trường gần 3.300 nhân lực và hơn 1.100 trang thiết bị thi công đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang phối hợp với nhà thầu kiểm tra các nhà máy, tiến hành đặt hàng thiết bị lắp đặt trong nhà ga trong thời gian tới. Còn công trình đường cất hạ cánh, đường lăn là hạng mục quan trọng của dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động an toàn bay, nên ACV đặt ra các tiêu chí chính xác về mặt kỹ thuật lên hàng đầu, yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát triển khai đúng quy định và tiêu chuẩn chất lượng. Đại diện Ban Quản lý đánh giá tầm quan trọng của gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn, nên liên danh nhà thầu đã huy động 1.700 nhân sự và 350 trang thiết bị máy móc phục vụ thi công. Chủ đầu tư và các nhà thầu quyết tâm đưa khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vượt 3 tháng so với tiến độ trong hợp đồng. Về hai tuyến giao thông kết nối T1 và T2, hiện trên công trường có 630 nhân sự, 196 máy móc, trang thiết bị và triển khai đồng loạt. Tính đến thời điểm hiện nay, liên danh nhà thầu thực hiện được 37% giá trị gói thầu, dự kiến hoàn thành công tác bê tông nhựa trong tháng 11 năm 2025.